Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đảm bảo chất lượng đăng kiểm. Doanh nghiệp taxi tăng cường phục vụ Tết Nguyên đán. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương nỗ lực triển khai các giải pháp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Những ngày cận Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi lại của nhân dân rất lớn. Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tích cực quyết liệt hơn nữa trong việc khắc phục, tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, không được để gián đoạn công tác kiểm định xe làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát lại 4 vấn đề lớn nhằm khắc phục những bất cập trong công tác kiểm định xe cơ giới, xây dựng thể chế, ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền. Cùng với đó, quan tâm đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ vừa có đạo đức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phần mềm, xưởng đáp ứng điều kiện hoạt động. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau 2 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Trong gần 2 tháng thực hiện cao điểm từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, cả nước đã xảy ra 1.854 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người. So sánh với thời gian trước liên kề, giảm 121 vụ, giảm 6,12%, giảm 41 người chết, giảm 3,84%, giảm 86 người bị thương, giảm 6,1%. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã thực hiện xử lý 521.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn 90.957 trường hợp, tạm giữ 6.676 ô tô, 128.420 mô tô, 15 phương tiện thủy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về công tác phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp taxi trên địa bàn tỉnh đã tăng lượng phương tiện thực hiện các giải pháp đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, taxi Bắc Trung Nam đưa vào thêm 50 xe, nâng tổng số đầu xe phục vụ hành khách lên gần 500. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, đồng thời quán triệt toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của công ty trong hoạt động kinh doanh cũng như tuân thủ trật tự an toàn giao thông. Công ty quản lý hoạt động bằng thiết bị giám sát hành trình trên mỗi xe để đảm bảo an toàn cho hành khách. Công ty chúng tôi tăng cường một số phương tiện mới tầm rơi vào khoảng 10% để phục vụ cho khách trong trước, trong và sau Tết 2023. Cũng trong dịp Tết này, taxi Mai Linh đưa thêm 100 đầu xe mới vào hoạt động, nâng tổng số lên 1.000 đầu xe. Bên cạnh việc tăng xe, tăng chuyến, công ty thường xuyên tổ chức tập huấn, yêu cầu lái xe chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nâng cao tinh thần phục vụ hành khách với phương châm an toàn là trên hết. Hàng năm thì chúng tôi luôn luôn là đầu tư xe và tăng thêm đầu xe mới đấy và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là như năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đầu tư thêm được 50 xe mới đấy và năm 2020 cũng đầu tư 50 xe mới thì đáp ứng đầy đủ được cái nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng cam kết rằng là kể cả tăng chuyến bay vào ban đêm thì chúng tôi cũng đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của khách hàng để phục vụ cho khách hàng trong kể cả ban đêm. Như vậy đến thời điểm này, các hãng taxi đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dân. Cả những ngày cận Tết, áp lực lên vận tải hành khách càng lớn. Hy vọng với sự chuẩn bị tốt của các doanh nghiệp vận tải khách, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi, an toàn hơn. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các hành vi vi phạm luật giao thông của người điều khiển phương tiện là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng trên đường, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá tải trọng. Người tham gia giao thông vi phạm các quy tắc giao thông như không bật đèn xi nhan khi rẽ, đi bộ sang đường không đúng nơi quy định, chở hàng hóa cồng kềnh. Người điều khiển xe đạp, xe máy điện lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm. Hãy chấp hành luật giao thông đường bộ, tính mạng con người là trên hết.